Ở trước tiên thì rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi đến thành phố Hạ Long xinh đẹp ngày qua. Đấy, thầy nói chuyện ra ngoài mở chỗ của mình để hôm nay báo cáo, cho nên là cái bài báo cáo người sẽ chia cho trong cái bài báo cáo này thì tôi cũng nói cái chủ đề là kết quả dài hạn điều trị ngoại khoa ung thư cổ giai đoạn sớm và so sánh phẫu thuật mổ mở và phẫu thuật nội soi. Vâng, thì chúng ta đã biết là ung thư phổi là một trong những ung thư thường gặp nhất ở cả hai giới. Đây là cái Global Can năm 2018, cái năm vừa rồi. Nhưng thì một năm ước tính ở trên thế giới khoảng 18 triệu người bị ung thư. Thì chúng ta biết ung thư phổi, cả nam lẫn nữ thì cái tần suất đó là bị cao nhất, 11,8%. Và cái tỷ lệ tử vong cũng cao nhất, 11,4% cho cả hai giới. Ở giới nam thì ung thư phổi là ung thư đứng hàng đầu. Tuy nhiên ở nữ giới thì ung thư phổi, về tần suất thì ung thư phổi là ung thư đứng hàng thứ 3, nhưng mà cái tử vong thì là ung thư đứng hàng thứ 2. Và với ung thư phổi thì chúng ta biết là ung thư phổi ở giai đoạn sớm thì cái tiên lượng tương đối là tốt. Nếu chúng ta phát hiện ở giai đoạn 1 hoặc là giai đoạn 2 thì cái tỷ lệ sống 5 năm có thể lên đến 60%. Tuy nhiên ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì tỷ lệ sống 5 năm chỉ còn khoảng chừng 2% thôi. Và với cái ung thư phổi ở giai đoạn sớm thì vai trò của phẫu thuật hết sức là lớn. Nhưng chúng ta biết là phẫu thuật cắt thùy phổi cộng với nạo hạch đó là tiêu chuẩn trong vấn đề điều trị ung thư phổi ở giai đoạn sớm. Thế thì trước đây thì chúng ta là phẫu thuật mổ mở. Chúng ta phải mở lồng ngực, được mổ khá lớn. Mặc dù là tỷ lệ tử vong cũng như là cái biến chứng hậu phẫu không nhiều. Thế nhưng mà một là vấn đề thẩm mỹ, hai là thời gian hồi phục sau mổ thì tương đối là nó lâu dài. Và với sự phát triển của cái phẫu thuật nội soi thì chúng ta biết là phẫu thuật nội soi dần dần nó thay thế. Ngày xưa và thời chúng tôi đi học, thầy Ước đi học thì là phẫu thuật viên lớn thì phải có đường mổ lớn. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy. Phẫu thuật viên lớn là có đường mổ nhỏ nhưng mà có cái phẫu trường nó rõ ràng và chúng ta làm được an toàn. Thì chúng ta thấy là với cái phẫu thuật ở phổi thì phẫu thuật nội soi làm là chủ yếu và có thể là phẫu thuật tùy mức độ. Thế tuy nhiên thì đối với phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư phổi thì vẫn còn vấn đề bàn cãi về vấn đề là có đạt hiệu quả về vấn đề điều trị ung thư hay không. Nhưng rất là nhiều nhà ung thư học người ta cho rằng là phẫu thuật nội soi anh có thể mổ an toàn được nhưng mà kết quả dài hạn chưa chắc đã tốt. Năm 2010 tôi cứ đi báo cáo về ung thư phổi, phẫu thuật nội soi cắt phổi nốt đơn độc ở tại Bắc Kinh thì lúc bây giờ rất là nhiều các báo cáo của Trung Quốc, những khối u rất lớn 7 phân 8 phân người ta mổ nội soi luôn. Thực ra thì làm VATS nghĩa là phẫu thuật nội soi có hỗ trợ của video. Thế thì lúc bây giờ thì người ta cũng nói là các ông làm nhưng mà phải chờ kết quả, thì từ năm 2010 cho đến bây giờ thì cái kết quả nó khá nhiều và đã đi vào trong guideline. Thế thì mục tiêu của cái nghiên cứu này là chúng tôi đánh giá về hiệu quả của phẫu thuật cắt thùy phổi qua nội soi lồng ngực đối với những trường hợp ung thư phổi giai đoạn sớm. Và vấn đề thứ hai đó là chúng tôi muốn so sánh kết quả dài hạn trong điều trị ung thư phổi ở giai đoạn sớm. Giai đoạn sớm chúng tôi tính ở đây là từ giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 2. Về số liệu thì chúng tôi lấy số liệu trong vòng 8 năm từ 2008 đến 2016. Chúng tôi phân loại theo AGC7, nghĩa là năm 2007. Về chẩn đoán thì chúng tôi cũng giống như là các cái trường hợp ung thư thì ung thư phổi chẩn đoán chủ yếu là dựa vào hình ảnh và nội soi để đánh giá giai đoạn. Chúng tôi có sinh thiết khối u xuyên qua thành ngực hoặc là sinh thiết xuyên qua phế quản. Về giải phẫu bệnh thì chúng tôi dựa vào cái phân loại của HU. Về đánh giá giai đoạn thì chúng tôi dựa vào cái phân giai đoạn năm 2009 là AGC7. Thế về đặc điểm nghiên cứu trong cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi có 117 bệnh nhân. 117 bệnh nhân chia làm hai nhóm, 60 bệnh nhân là mổ mở và 57 bệnh nhân là mổ VATS, nghĩa là mổ nội soi có hỗ trợ video. Về tuổi thì đặc điểm của hai nhóm thì chúng tôi không thấy sự khác biệt về tuổi. Đối với trên 70 tuổi, dưới 70 tuổi thì cả hai nhóm cũng tương tự như nhau, nam nữ thì cũng không có sự khác biệt. Về kích thước khối u thì chúng tôi thấy là kích thước khối u giữa hai nhóm thì cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Mặc dù là đối với cái nhóm mổ VATS thì cái tỷ lệ mà khối u nó kích thước dưới 3 phân thì nó nhiều hơn là so với cái nhóm mà mổ hở mở. Về đánh giá giai đoạn thì chúng tôi có hai cái giai đoạn. Đánh giá giai đoạn bằng lâm sàng thì chúng tôi thấy là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm. Ở đây thì chúng tôi chỉ định mổ là ở giai đoạn 2B thôi, chúng tôi mổ nội soi. Tuy nhiên là sau khi phẫu thuật
chúng tôi nạo hạch để làm giải phẫu bệnh lý thì có một số trường hợp là có hạch N2, thì bởi vậy là có một số trường hợp là bệnh nhân sẽ tăng giai đoạn sau khi phẫu thuật, nghĩa là 3A. Chúng tôi có 12 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 10% ở giai đoạn 3A. Về hạch thì trước khi mổ thì tất cả những trường hợp của chúng tôi không trường hợp nào có hạch N2 cả. Tuy nhiên là sau khi mà phẫu thuật đấy, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà hạch N2 có 12 trường hợp là bệnh nhân hạch N2 dương tính. Về đặc điểm giải phẫu bệnh thì đa số các trường hợp cả, cả hai nhóm thì cái ung thư biểu mô tuyến là chiếm tỷ lệ cao, chiếm tỷ lệ khoảng chừng 66,7%, coi như là 6,7 khoảng 2 và khoảng chừng 2/3. Về thời gian phẫu thuật thì cái nhóm mà mổ nội soi chúng tôi kéo dài hơn so với nhóm mổ mở, thời gian mổ trung bình là 157 phút. Lượng máu mất thì ở hai nhóm thì cũng không có sự khác biệt. Tuy nhiên là máu mất ở nhóm mổ nội soi thì ít hơn khoảng 150 ml. Về vấn đề rò khí sau khi mổ thì chúng tôi có tổng cộng là 9 bệnh nhân bị rò khí kéo dài sau mổ hơn 5 ngày. Trong đó thì ở cái nhóm mà mổ mở thì cái tỷ lệ bị rò khí nó nhiều hơn so với nhóm mổ nội soi. Thời gian nằm viện thì ở cái nhóm mổ nội soi thì ngắn hơn khoảng 8,5 ngày, trung bình so với 14 ngày ở cái nhóm mà bệnh nhân mổ mở. Chúng tôi theo dõi về sống thêm 5 năm không bệnh và sống thêm toàn bộ thì chúng ta thấy là không có sự khác biệt. Có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm, sống thêm toàn bộ sau 5 năm là 67,8% ở nhóm mà mổ nội soi so với là 71,6% ở nhóm mổ mở. Mặc dù là cái nhóm mổ mở thời gian sống thêm dài hơn, nhiều hơn nhưng mà không có khác biệt, không có ý nghĩa thống kê. Và thời gian sống thêm không bệnh 5 năm là 59,6% ở nhóm mổ nội soi và 65,8% ở nhóm mổ mở. Chúng tôi có so sánh về thời gian sống thêm toàn bộ ở hai nhóm, nhóm bệnh nhân ở giai đoạn 2 và nhóm ở bệnh nhân ở giai đoạn 1. Thì chúng tôi nhận thấy là sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê ở cả hai nhóm. Tuy nhiên là đối với cái nhóm bệnh nhân mà ở giai đoạn 2 thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân là nó thấp hơn so với cái nhóm mà ở giai đoạn 1. Giai đoạn 1 chúng tôi là 80,4% và 86,5% bệnh nhân sống thêm được 5 năm, so với ở giai đoạn 2 thì chỉ có khoảng chừng 66,9%. Qua cái nghiên cứu này thì chúng tôi thấy là phẫu thuật cắt thùy phổi có nạo hạch qua nội soi lồng ngực là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả. Kết quả lâu dài thì tương đương giữa hai nhóm, mặc dù là cái nhóm mổ mở thì có dài hơn nhưng mà không có ý nghĩa thống kê. Thời gian nằm viện thì ở cái nhóm mổ nội soi thì ngắn hơn so với nhóm mổ mở. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đồng nghiệp.